Xin chào tất cả anh em mình nha. Em chào mừng bà con đến với kênh Em Sắt Đức Thắng nha bà con. Ngày nay Nhi nó tổng vệ sinh với mấy anh em ở đây. Là em thấy nó lòi ra cái dân ma cái này anh NS, em nhớ NS 65 hay NS 70 mà có đề nè anh em. Máy hình thì cái máy này thì anh em nhìn nè. Cái này bật đảng. Đang mà em biết cái nước này nó chắc hư rồi, cái nước này không còn, bị lót con heo, bị lột con heo rồi nè mày. Anh em nhìn nắp gò nè, bộ gò nè, rồi nhập bãi nhìn cái trước nè anh em ơi. Mà chuẩn bị ăn tết anh em ơi. Chứ bình thường đó mà nếu mà bắt dên cái nền khác cái nền nó chạy nghe đâu chỉnh máy được nhỉ. Anh em nhìn nè. Cái máy nó nguyên bản vậy nè. Mà mình máy nó dơ vậy nè. Mà cái nước này em nghĩ hư rồi nha. Cái này nó hư. Còn không nhớ thì mở con này con kia vậy nè. Nắp cho cò thì trên đây, nắp cho cò thì bị giá nha anh em ơi. Nó bộ cò, giờ bộ cò này tới tiền luôn anh em, nó đẹp. Tới công chuyện bộ cò thì chứ mấy nhật bởi mở ra ở trong nhìn là thấy thèm luôn á. Cái này thì giờ mở ra gì thì em không biết hiện trạng là. Em nhớ là bữa hổm nó đang chạy nha anh em. Mà bữa hổm em hứa với khách hàng nào á lột con heo rồi, bây giờ máy này nó thiếu con heo, bông bóng zin nó còn vậy nè. Cái này anh em nào làm được thì em bán cho anh em là 3 triệu bao ship anh em. Anh em nhìn nè, em nhìn bộ cò này em thèm như bộ cò này giống vậy. Cây cốt nếu mà cây cốt ở đó 80 mà bạc đạn này anh em mua rất là mắc nè, anh em lưu ý nha, rất là mắc luôn. Ôi ôi ngốc rồi nè, tới công chuyện ngốc nó phải lắp được chứ. Đẹp trình cm luôn á trời. Vậy cuối năm này cái nào mà nó em nhìn thấy mà nó thật sự với anh em mà cái nào thanh lý được thì giải quyết cho chống cổ ngay nè. Đang dọn qua bữa nay nhìn thấy đẹp quá. Anh em đang chuyển đồ vô từ từ. Để anh em bà con cô bác nào nếu mà mua về mà tự dọn nha. Mà theo nghĩ này cũng không có đơn giản không có gì, nếu mà anh em ở nhà có con heo dầu gắn vô nó chạy à. Anh nhớ mấy này đó đang chạy nè. Nhưng mà em hứa với khách hàng nào á rồi em lột ra rồi em bán heo dầu không biết được nhiêu tiền, chứ giờ em thấy cái máy này là thấy nó lụm heo nè. Thiếu heo dầu nắp cho còi bị hàng nên em lưu ý nè. Còn máy thì nó ghim duy trì, còn cái nước thì em nghĩ tiêu rồi, cái nước này chắc không còn rồi. Em cũng xin kết thúc video tại đây anh em, cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác rất là nhiều. Chào tạm biệt anh em.